Các bạn khối 7 mến, hôm nay chúng ta cùng ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 công nghệ 7. Thứ nhất đó đại cương về kỹ thuật công nghệ 7. Gồm hai phần, thứ nhất vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. Phần này chúng ta phải biết rõ đó là vai trò của trồng trọt là gì? Đó là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. Còn nhiệm vụ của trồng trọt ra sao? Các con phải nhớ, đó là đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Còn phần 2, đó là đại cương về kỹ thuật trồng trọt. Đầu tiên, các con phải nắm vững được phần đất trồng. Về phần đất trồng, chúng ta phải biết được 3 vấn đề. Thứ nhất, đó là thành phần về đất trồng. Thứ hai, tính chất của đất trồng. Và thứ ba, biện pháp sử dụng và cải tạo đất. Thành phần của đất trồng. Đất trồng có những thành phần nào? Đất trồng có 3 thành phần. Đó là phần khí, phần rắn và phần lỏng. Còn đất trồng có những tính chất nào? Các con phải lưu ý. Đất trồng có những tính chất như sau. Thứ nhất, đó là thành phần cơ giới của đất. Thứ hai, đó là độ chua độ kiềm của đất. Thứ ba, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Thứ tư, đó là độ phì nhiêu của đất. Tụi con phải nắm vững cho thầy. Tiếp theo, đó là biện pháp sử dụng và cải tạo đất. Chúng ta phải biết cách cải tạo những đất như là đất chua, đất xám bạc màu, đất ở những nơi trồng ở khu vực dốc cao trên đồi núi. Còn về phân bón, chúng ta phải nắm vững được tác dụng của phân bón. Phân bón có tác dụng nào? Đó là tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Vấn đề tiếp theo về phân bón, chúng ta phải biết được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón như thế nào. Bây giờ các con cùng với thầy chúng ta bài tập nha. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Bón phân chấm chấm, phân bón góp phần làm tăng chấm chấm của đất, tăng chấm chấm cây trồng và chấm chấm nông sản. Chúng ta điền từ nào đây? À, chúng ta có đáp án như sau. Bón phân hợp lý, phân bón góp phần làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Chúng ta cùng điền những từ như sau. Chất độc hại, chất dinh dưỡng, nước và oxy. Chúng ta có đáp án. Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, đảm bảo năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây. Chúng ta có hai câu trắc nghiệm. Các con hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Phân bón được chia thành A. Phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh. B. Phân đạm, phân lân, phân kali. C. Phân đạm, phân hữu cơ, phân vi sinh. D. Tất cả các ý trên. Các con chọn câu nào? Chúng ta có câu đúng là câu A. Đó là phân bón được chia thành phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh. Câu thứ hai. Muốn cải tạo đất bạc màu cần A. Làm ruộng bậc thang. B. Trồng xen cây nông nghiệp với các băng cây phân xanh. C. Cày sâu bừa kỹ kết hợp với bón phân hữu cơ. D. Tất cả các ý trên. Chúng ta chọn câu nào? Chúng ta có câu đúng, đó là cày sâu bừa kỹ kết hợp bón phân hữu cơ. Chúng ta có các hình. Và các con hãy gọi tên các cách bón phân cho thầy. Hình 1 là cách nào? Đó, bón theo hốc. Hình 2, bón theo hàng. Hình 3, bón rải. Và hình 4, phun trên lá.